mời em. Rồi ngồi đây cưng ơi, ngồi xuống đi, ngồi xuống rồi mở mặt nạ ra. Mở mặt nạ ra đi bạn trai ơi. Rồi chào hai bạn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho đối phương nghe về bản thân mình nha. Bạn trai giới thiệu trước nè. Dạ em chào chị Tường, em là Trần Ngọc Hoàng, em đến từ Quảng Ngãi. Hiện tại công việc của em là về bán hàng bên thẻ game. Em đang ở bên Thủ Đức mà gần bến xe miền Đông. Em sinh năm 90. Rồi mời em gái. Xin chào chị Tường và khán giả đang xem chương trình. Em tên là Trang, em ở Tây Ninh và đang làm việc và sinh sống ở Bình Dương. Em năm nay 27 tuổi. Bình Dương đoạn nào em? Bình Dương ở đoạn Thuận An. Biết không em? Có nghe chị, nhưng mà Google nó... Google chỉ dùng không? Rồi, còn gì nữa? Em năm nay 27 tuổi, em đang làm việc chăm sóc khách hàng, phòng thí nghiệm ở huyện Thuận An. Có hay lên thành phố chơi không? Dạ, cũng hay. Em mới giờ về Bình Dương khoảng 6 tháng. Ủa, vậy trước đây em ở đâu? Trước đây em vẫn ở thành phố. Ồ, tại sao giờ về Bình Dương? Là ở cho gần với tiện chỗ làm. Chưa có gì níu giữ ở thành phố. Chưa có gì níu giữ thành phố. Nếu giờ có gì níu giữ thành phố, mình có quay lên lại thành phố không? Chắc có lẽ là để suy nghĩ. Nhưng mà giờ gia đình mình là ở đâu? Ba mẹ là ở đâu? Ba mẹ thì ở Tây Ninh. Nói chứ sống mà bây giờ hả, cuộc đời nó vô thường lắm em. Dạ. Nếu mà có được cái để mình vương vấn, cái đó là quý lắm. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, em thì em thấy mình là thẳng tính, nhiệt tình. Dạ. Thì kéo theo là điểm yếu là nhiều khi thẳng tính quá thì mình không được khéo léo. Rồi em có thích và giống như là đam mê luôn á về thể thao, đá banh, đá cầu. Không hút thuốc, ít rượu bia. Mà sao tướng mỏng manh quá vậy? Chắc đá nhiều quá, lấy không nổi. Trời đất ơi. Có thể là do sống một mình nữa, không có người chăm sóc. Rồi ăn uống cơm hàng cháo chợ đúng không? Có nấu nướng ăn uống gì ở nhà không? Dạ cũng có nấu vậy. Rồi điểm yếu gì không? Tật xấu gì không? Hết rồi chị. Rồi bên đây điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, hay sáng tạo trong cái món ăn, cũng được mọi người có thể chấp nhận được. Chấp nhận được. Nhược điểm là hay nóng tính, cũng hơi thẳng tính xíu. Nên... Về tình duyên thì như thế nào? Tính đến thời điểm này thì đã qua 27 mùa xuân nhưng chưa có mùa xuân nào gây ấn tượng cả. Chưa có một mối tình nào chính thức hết. 27 mùa xuân hơi nhạt. Có thích ai không? Có để ý ai? Có yêu thầm ai? Ngay cả tình đơn phương cũng không. Nhưng mà... Ủa sao kỳ vậy? Em dễ thương mà. Trong các mối quan hệ thì em hơi sợ hôn nhân cho nên là em không có dám. Ủa sao sợ hôn nhân cơ? Vì xung quanh em thì có hôn nhân nó không có được hạnh phúc lắm cho nên là em cởi người ta chứ. Trời ơi, người ta khác mình khác chứ sao cơ. Em chưa thấy cái hạnh phúc ở trong hôn nhân đó cho nên em chưa có. Có chơi thân với cô bạn gái nào không? Có. Bạn có một người bạn trai cũng quen là nhiều năm xong rồi cũng chia tay. Có khi nào em với bạn gái đó thích nhau không? Mọi người vẫn thường nói em với bạn ấy là bồ với nhau. Mà có phải vậy không? Dạ không. Có khi nào em cảm thấy là em có cái cảm xúc gì với phụ nữ không? Tại vì em hơi sợ hôn nhân. Đó, thường thường mấy người mà sợ hôn nhân nè, rồi mấy người mà bị đàn ông ruồng bỏ nè, bị đàn ông chơi xấu nè, là thường hay bất mãn đàn ông, cái chỉ có phụ nữ mới mang đến hạnh phúc cho nhau á. Có khi nào em nghĩ vậy không? Em chưa nghĩ tới lúc đó. Ngoài cô bạn gái đó ra có nhiều cô bạn gái khác nữa không? Cũng có. Cuộc sống thì hôn nhân thì cũng... Trời ơi, sao xung quanh em toàn những người phụ nữ bất hạnh không vậy em? Chết rồi. Cô này tôi phải xét test lại giới tính nha. Có khi nào em rung động với một chàng trai nào chưa? Em chưa có rung động ai hết cho nên bây giờ em muốn thử coi em có thể rung động được ai không? Em coi phim bộ, có thấy mấy cảnh nam nữ hôn nhau trong người em có cảm giác gì? Lúc đó những cái cảnh mà hơi nhạy cảm đó, thì em sẽ không có xem. Mấy cảnh lãng mạn thì em xem cái lúc mà họ giao tiếp thì thích. Rồi ví dụ coi tình yêu ta gãy đổ chia tay, em có buồn, em có khóc gì không? Không. Từ khi mà em thấy hôn nhân gãy đổ nhiều quá, em coi nhiều quá em cũng mệt, cho nên là em không có xem nữa. Chết rồi, cô này tư duy hơi bị mệt rồi nha. Sau khi nghe bạn gái chia sẻ về tình yêu em thấy như thế nào? Em hy vọng sẽ thay đổi được cô ấy. Ồ, hy vọng em rất là lớn lao. Chị cũng hy vọng là em đạt được cái hy vọng của em. Thế còn em, tình trường sao? Em thì một người từ thời sinh viên. Quen cho giống người ta thôi, cho có thôi. Quen được 3 năm rồi, hơi tiếc. Quen 3 năm mà sao không tiến tới? Tiếc là gì? Nụ hôn đầu đời để bị bạn nữ cướp. Cái gì? Tiếc. Nụ hôn đầu đời để bị bạn nữ cướp. Bạn ấy còn cướp cái gì của em nữa không? Đã chưa, em còn dừng kịp. Em nhớ cái cảnh cướp của bạn ấy không? Trong một đêm mà em không nhớ, như là một đêm luôn hả? Trăng và sao chị? Đêm nay cũng có trăng sao đó. Rồi sao nữa? Rồi hai người nói chuyện rất là bình thường, nhưng đột nhiên nhanh quá em đỡ không kịp và xong luôn. Cảm nhận như thế nào? Lạ chị.
phê không, phê không? Hơi phê phê. Chị đâu phải bị cướp, cái đó là đâu phải bị cướp. Bị cướp cái gì? Nhưng mà quen bao lâu là cổ cướp? Ờ, tầm khoảng 4-5 tháng á. 4-5 tháng là cướp rồi. Tại sao 3 năm mà chia tay? Nghĩa là sinh viên rồi quen không có tính lâu dài. Chỉ quen cứ tới đâu hay tới đó thôi. Rồi khi mà ra trường rồi mình cũng lớn rồi mà bà ấy cũng lớn nhưng mà sự nghiệp mình chưa có gì. Bạn nữ thì không thể chờ mình được. Trời ơi, cũng ít oi quá ha, nhưng mà dù sao cũng đỡ hơn bên đây. Người ta cũng bị cướp hôn rồi, rồi người ta cũng có được 3 năm yêu nhau rồi. Còn em nhạt quá em nha. Cố gắng hôm nay coi cho chút muối vô cho cuộc đời mình nha cưng. Cố lên nha. Dạ, tại nhà em bán muối nhiều quá. Để thanh xuân trôi qua phí quá em ơi. Phải yêu vô. Yêu nó có nhiều cung bậc cảm xúc. Có thể có hạnh phúc, có thể có đau khổ nha. Chứ đừng nghe chị Tường tưởng đâu yêu là hạnh phúc không. Không có nha. Chị Tường nói thẳng luôn, tình yêu nó sẽ có rất nhiều cung bậc cảm xúc. Yêu đương, giận hờn, rồi tha thứ, rồi chia tay. Hôm nay quyết chiến quyết thắng nha. Dạ, đã đến lúc em tìm người nghiêm túc rồi. Đúng rồi. Rồi bây giờ em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Hiểu ý, có thể nói chuyện trò chuyện vui vẻ với nhau mà kiểu mà em thấy cái kiểu mà vui vui á, thích hài hài cho cuộc sống nó màu sắc hơn. Dạ, vui vẻ. Em hỏi gì là phải có thể trả lời với em cái đó, hoặc là nếu mà chưa biết thì có thể tìm hiểu rồi trả lời sau cũng được. Không thích kiểu im lặng, thích nói nhiều. Không, anh này có vẻ không có im lặng đâu, trời dân marketing mà. Ngoại hình cao trên 1m67 cho nên chết cha rồi, bên này chắc không tới rồi. Nay cao nhiêu, nói thật đi. 1m6 chị. 1m6 à? Cũng có thể chấp nhận được. Mặt ốm mà đều được. Này hơi nhỏ con, nhưng mà dân thể thao đó, ngồi tôi thử coi ốm có yếu không vậy thôi. Thể thao vậy phải em phải rèn. Rèn, nuôi dạ. Nuôi cho ăn. Em chấp nhận rèn. Ở bên đây thích nấu ăn nè, cứ nấu là bên đây ăn cho là được. Tại chịu khó là thử. Nếu mà có yêu thì nói cho em biết. Khi mà không yêu nữa thì cũng nói cho em biết là không yêu nữa. Văn minh. Thẳng thắng. Dạ. Ok, hy vọng. Chị dạ, cũng hy vọng dạ, hôm nay vọng. Ha. Thế còn em, mẫu người bạn gái của em là như thế nào? Vui tính chị. Vui, bao vui, cảm quan xúc tâm, quan tâm với người khác. Được. Dạ. Ngoại hình thì tầm em, tại vì em không được cao lắm thì tầm 1m55 là được rồi. Em cao nhiêu em? Dưới 1m đó. Tôi thấy cao mà. Dạ, biết nấu ăn là có điểm mạnh rồi. Dạ. Rồi. Ngoài ra nếu mà chăm sóc cái hàng là em cũng thích. Tại vì em muốn là sau này người vợ của mình á có thể làm có một cái shop hoa hay là cái gì đó có kinh doanh mà đỡ phải vất vả ra ngoài. À, có nghĩa là thích mua kinh doanh ở nhà để chăm sóc gia đình luôn chứ khỏi mất công đi làm phải không? Ý là vậy phải không? Cũng làm nhưng mà khỏi phải ra ngoài. Được không em? Em xin ý kiến xíu là em làm có thể làm việc nhà được nhưng mà em không có giỏi là người phụ nữ đảm đang của gia đình lắm. Không có cần phải quá đảm đang. Dạ. Chỉ cần là đỉnh tệ quá là được rồi. Tại còn có... hai vợ chồng phải san sẻ công việc với nhau. Tại em thì hay có tính trẻ con. Yêu đi rồi nó sẽ trưởng thành cưng. Đâu đâu đưa cho coi mượn mấy cái tấm hình coi. Rồi dễ ẹt à, kiếm cổ đi, cổ ở trọng đó. Cổ em dễ hơn đó. Hình sao gái không vậy trời ơi. Đưa tấm hình đi kiếm bạn gái mà hình toàn con gái không. Kiếm đi, đừng có nói nhìn tấm hình mà chọn mấy cô gái nha. Chết với tôi à. Xác định giới tính rõ ràng nha. Khó cái gì đâu mà khó. Đâu chọn anh nào? Anh này. Tại sao chọn anh đó? Tại nãy chị nói là ốm. À, ốm yếu nhưng mà cũng khỏe mạnh. Để lát chị chơi tập thể thao là được. Thử coi sao, rồi cứ giữ nguyên hiện trường đó đi. Có chưa? Nhiều cho cô một cái á. Gợi ý đi. Hơi thấp xíu. Mang giày có quai hậu. Trời, ai cũng có quai hậu hết trơn. Thôi đáng chọn đi cưng. Cảm nhận của mình thôi. Ba cô bận đồ y chang nhau luôn. Mang giày y chang. Cô này cao. Cô này cao. Dạ, mình loại cô này ra. Còn hai cô hai bên chọn đi em. Cô này cao gót thì chắc là thấp hơn. Đã thấp, cao gót đã thấp rồi. Tôi chọn cô này chị. Em chọn cô này. Chắc chưa? Chốt luôn. Tôi chọn cô nào tôi gả cô đó nha. Chắc chưa? Rồi cầm mình nó đi. 1, 2, 3. Mở ra. Sao cưng? Sao? Gần đúng chị. Gần đúng hả? Chị có ba cô mà anh vẫn chọn chưa đúng. Gần đúng em ơi, gần đúng rồi. Bị phạt sao em? Khám sức khỏe em. Dạ. Thục dầu hít đất, em chơi món nào? Bác sĩ mà khám đi. Hít đất đi chị. Hít đất đi cưng. Mấy cái em? Nếu mà chương trình cho phép thì 50 cái được. Đừng để hốt xác luôn á cưng. Em ơi, hốt xác luôn á cưng. Thử sức của anh. Thôi bây giờ sức em làm được nhiều. Có bao nhiêu hết mình bao nhiêu.
để còn sức đàn nữa, nếu đem đàn theo định hát tặng đàn tặng em nữa nè. Mà nở lòng nào em quất cái quá mạng. Rồi làm đi cưng. Rồi em đếm đi nha. Dạ. Chị nào em cảm thấy người ta sắp ụp mặt em nó ngưng đủ nha cưng. Em chuẩn bị đỡ anh đi. Đếm giùm em nha. 2 3 20. Được anh. Để dành sức anh làm đi. Được không em? Nhìn sắc mặt coi. Giờ đang nổi không cưng? Thôi giờ tặng quà trước nè, tặng quà trước nè. À, khoan để em hỏi á. Hỏi nè hả? À, hỏi nè. Hỏi đúng mới tặng, còn không đúng đem có hoa về hả? Dạ. Ngày vui rồi đó, chị không biết sao cho thấy vui rồi đó. Hỏi đi. À, anh được bao nhiêu phần trăm trong kỳ vọng của em? Ngoại hình á. Em thì không quan trọng quá về ngoại hình. Em chỉ quan trọng là bên trong thôi. Bên trong thì chưa biết đâu, giờ dạ. Mới bên ngoài thôi. Mở cái cửa ở bên lên ngoài nè. Thì khoảng 90%. Cái gì dữ vậy bà? Mà đừng có mê trai quá nha. Dạ thôi ngơi đi. Tại 27 cái xương rồi. 90% rồi đó hả? Dạ. Rồi chúc mừng em, hy vọng của em sắp thành sự thật rồi. Tới tiết mục của em. Vậy mới tặng hoa vậy. Vậy nếu anh đánh giá em dưới 50% thì sao? Bó hoa có tặng không? Cũng tặng chị ạ, nhưng mà nó không được vui bằng chính. À rồi, vui rồi, vui rồi, vui rồi, tặng qua trái tim đi cưng. Anh tặng em bó hoa này nhân ngày đầu gặp nhau. Cảm ơn ạ. Hy vọng em thích nó. Cảm ơn ạ. Rồi, vui rồi, vui rồi. À, em cũng có món quà tặng anh. Em có thể gỡ nó ra. Mở ra coi. Đó là công sức của em đó. À, kỳ quá. Bà gói chị kỹ vậy bà. Cho anh có công sức xíu. Rồi. Công sức của em là công sức gì trời? Công sức gói quà hả? Cho tìm sách đó chị. Anh chính là thanh xuân của em. Wow, rất ý nghĩa, anh cảm nhận như thấy thế nào? Anh thấy sách như thế nào? À, anh thích từ thanh xuân. Chưa biết trước điều gì nhưng mà anh hy vọng nó giống như cái từ, cái quyển sách này. Ủa em có thích trai đánh đàn đâu không em? Dạ thích. Thích hả? Dùng nhạc cụ là em thích. À, chị hình nhà hồi trẻ chị cũng mê lắm. Có mấy anh ôm đàn nhà, hát cho chị nghe là chị chết queo rồi đó. Em mê đến nỗi mà em phải tự đi học. Rồi. Rồi để anh, để em mua lửa xíu chị. Mua lửa. Hát rồi em sẽ biết tên xong nha. Cùng mắt mong trên rừng đường sơn hai chờ ai đâu xa thầm đường ra trần mùa nay đẹp lòng trường sơn đông nhớ trường sơn tây. Anh hết. Vậy thôi đó hả? Trời ơi, ông hát cái bài ổng đàn một gam một không nhúc nhích. Một cái gam một. Em cũng ráng chú ý cả, có đổi không? Không đổi qua được một cái gam thứ hai luôn. Gõ cốc cốc cốc, ngừng. Hát nữa đâu biết, mới tập tới đó à. Mới tập đúng không? Mới tập hồi tối thì. Đi đàn không cưng? Làm khúc coi, em nói em đi học đàn mà. Nhưng mà lâu rồi em ráng 2 gam cho chị nha. 2 gam mới đờn nha. 1 gam là nhục lắm luôn á. Người cũng ráng theo dõi từ đầu tới cuối, tôi thấy ông không đổi 1 gam nào. Tại lâu rồi em không có cầm đàn nữa. Em làm đại mấy câu. Rồi làm đại mấy câu đi. Hy vọng là được câu. Hy vọng có chuyển gam. Thấy vui rồi đó. Thôi em hát chay đi. Khó quá bỏ qua đi cưng. Hai đứa về ôn đàn tập đàn lại cho nhau nghe nha. Tao thấy hai đứa vui rồi đó. Thôi được rồi. Bây giờ chị Tường đi ra ngoài. Tường mời hai đứa sẽ thưởng thức một bữa ăn rất là ngon của nhà hàng. Vừa ăn vừa trò chuyện ha. Yeah. Xin mời hai bạn thưởng thức ha, món ăn trời ơi hoành tráng quá, hấp dẫn quá, vừa vui vừa được ăn ngon. Lát có bạn trai bạn gái dắt về luôn nè. Đây là món gỏi thái hải sản nè, dồi dê nướng nè, chả giò, trứng muối tôm tươi, gân cá ngừ chiên muối. Mời hai bạn thưởng thức món ăn của nhà hàng nha. Gà lăn lên nha, người ta đút tôm cho bạn gái ăn kìa nha. Vui nha. Dạ, rồi chúc hai em ngon miệng. Cảm ơn chị. Anh mời em ăn nhé. Dạ. Tranh thủ cho nãy giờ đói lắm. Anh cuối tuần thì anh có thường rảnh là thứ bảy với chủ nhật à. Thứ bảy chủ nhật thì thường là em về nhà ở Tây Ninh. Quen lâu lâu chắc anh xin về Tây Ninh thăm Tây Ninh nha. Anh có địa lý trên đó nhiều lắm. Từ Thủ Đức đến Tây Ninh thì cũng gần lắm anh. À, vừa rồi mới đi Tây Ninh xong thấy trên đó ai cũng thân thiện. Tương lai là anh muốn lập nghiệp trong này luôn.
Thôi mình tranh thủ ăn nha, ăn cho hết nha. Dạ. Em có hay đi xem phim hay gì không? Có, mà đi với bạn gái thì nhiều. Anh hy vọng em là người đầu tiên anh đi. Hồi giờ anh chưa có biết đi xem phim. À, điều đó thì em sẵn sàng. Em có thích chơi thể thao không? Em rất là thích. Mà chưa bắt cặp được với ai rảnh để đi với mình. Để anh bắt cho. Nhưng mà em thích cầu lông hơn. Cầu lông anh cũng có bộ sẵn ở nhà mà ít chơi, tại vì không có người chơi. Em sợ con trai lắm hả? Trai hù anh chưa? Có hù thì nhiều lắm sợ hả? Thường thì bao lâu anh về quê một lần? Tầm tháng, hai tháng rảnh là anh về. Tại vì bố mẹ cũng lớn tuổi rồi. Em thích đi phượt gì không? Em rất thích đi phượt. Em thích biển không? Anh rất là thích biển. À mà em biết bơi không? Em thích biển mà em không biết bơi. Để anh chỉ cho. Em biết bơi nhưng mà bơi ốc thôi. Bơi ốc là bơi làm sao em? Cứ vô bờ là hành bơi ốc. Rồi em chỉ anh cách bơi ốc nha. Bơi đó dễ lắm anh, chỉ cần xuống nước rồi vô bờ thôi. Anh thường anh nấu ăn thì anh nấu món gì? Canh kho, canh kho trứng luộc, đặc biệt là mì tôm là nấu vô nhất nhanh lắm. Mì tôm là món nấu nhanh nhất luôn á. Nãy giờ có gì vui không? Dạ. Vui không? Chưa phát hiện ra điều gì. Nãy giờ rung quá, ngồi rung quá. Rung quá hả? Ủa sao nãy có chị ở đây vui lắm mà. Chị đi rung. Chị đi rung hả? Hồi nãy giờ có tâm sự được gì với nhau chưa? Quan điểm của em trong tình yêu là như thế nào? Anh tình yêu là thẳng thắn nha. Anh thích là trước khi người ta kết hôn á, là vui vẻ. Sau kết hôn lại ở trong một nhà người ta giống như là thân quen quá người ta không còn cảm giác như trước, thì anh nghĩ là sau này nếu mà về được xây làm hai cái phòng, em phòng anh phòng, ý là hạn chế ở gần bên nhau. Anh nghĩ vậy. Em đồng ý vậy luôn á hả? Em cũng được, em cái gì tại vì em chưa có. Thôi rảnh quá ha anh chị. Người ta muốn lấy chồng, lấy vợ là để người ta có cái người ở bên cạnh. Để người ta đêm hôm người ta ngủ, người ta nằm lên vòng tay nhau, người ta ngủ. Tối ta ngủ, người ta hung tráng nhau. Sáng mở mắt, ta hung tóc nhau, chúc nhau một ngày tốt lành. Tự nhiên hai đứa cũng hai phòng lấy nhau chi với cha, mẹ. Mà phong cách, phong riêng cách. Như mình á. Tới già mà như vậy còn chưa được nữa. Tôi là tôi không có thích mấy người mà già mà sống riêng phòng là tôi cũng không thích nữa. Vợ chồng là sống tới nhau răng long đầu bạc, đến già đến chết luôn. Đến già đến chết, em thấy những tấm hình trên mạng mà gọi là sự xúc động không? Nghĩa là hai ông bà lão bệnh nằm trên giường bệnh rồi mà tay ta vẫn còn nắm tay nhau như thế này. Yeah. Người ta nói là lia thiêu quen chậu, vợ chồng quen hơi. Sống với nhau đầu tiên là tình yêu, hết cái tình yêu đó là sẽ cái nghĩa. Mà làm sao có cái nghĩa là phải, ta nói là thành thói quen. Đi đâu mình cũng nhớ thì như vậy mới gắn kết được. Còn mà ngủ riêng thì làm sao thấy được những cái đó, làm sao có những cái cảm xúc đó, tư duy bị lệch lạc rồi. Yeah. Em ghi nhận. Tìm hiểu đi, trải nghiệm đi. Trời, hai đứa này nó chưa có yêu, nó không có hiểu cái gì hết. Khi yêu nhau là không bao giờ muốn rời xa nhau một giây phút nào hết trơn á. Ngủ mà lâu quay qua mà không ôm cái là tôi đã giận rồi, huống chi mà ngủ riêng phòng. Ngủ riêng phòng làm gì? Tâm sự nói chuyện. Tâm sự với ai? Nhắn tin chị, nhắn tin nằm hai phòng nhắn tin cho nhau hả? Không, vậy là mình sẽ làm thêm một phòng thứ ba chị. Phòng ba là hai người ở chung phòng đó. Còn nếu mà có gì đó thì mình làm hai cái giường nhiều không? Hai cái giường mình dán cái màn thôi. Rồi tôi cũng ráng á, để coi hai đứa lát bấm nút lấy nhau nha. Rồi khi nào đám cưới xong cho rước tôi về nhà tôi coi, tôi căm thử coi tối hai đứa ngủ riêng hay ngủ chung nha. Thôi tôi chán hai người này quá rồi. Bóc bài đi. Được mấy lá vậy? Một lá. Một thôi, đọc lớn lên coi chồng nói gì. Xin phép được nắm tay người đối diện và cảm nhận ôi sữa thành hôn nữa. Cái gì? Nắm tay. Em xem nè, anh nói thiệt nha. Thì làm đi, xin phép đi. Xin thì phép không biết cho không nữa chứ. Anh thì phải xin nói. Xin sao ta cho? Ta rõ ràng ta ghi chữ xin phép. Chứ khi nào mà ta kêu là hãy qua nắm tay á, còn cái này là ta kêu là xin phép. Em có thể cho anh nắm tay để nói được cái cảm nhận khi sao, mà anh gặp em. Sao đơn giản quá, có thể thay đổi xíu được không? Ta nói sao cho người ta nghe, ta mát ruột mát gan chứ. Hôm nay gặp em, anh cảm thấy rất là vui. Tại vì có một người đồng cảm với mình. Anh sẽ có cảm nhận sâu sắc hơn nếu mà được nắm tay của em. Dạ, em sẽ thử. Cũng khá hợp lý, cũng khá được, khá ổn. Rồi, nắm đi và cảm nhận. Tiêu đập nhanh không anh? Tiêu đập bình thường chứ? Không thấy nhanh mà rối.
hơi hồi hộp một xíu chị. Ai hồi hộp? Em. Hồi hộp như thế nào? Có tả. Tả nhanh nhanh đi chứ nắm tay hơi lâu rồi đó. Anh thấy tay ấm, có thể là em là người rất là nhiệt tình, sống tình cảm, thì anh rất là hai người nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm. Hay quá, từ cái nắm tay ra cái cơ hội luôn ra chỗ cơ nữa. Anh nắm cơ hội cũng dẻo lắm, dẻo miệng lắm, được rồi. Rồi mời em gái. Cái này nó sai. Đọc lên, đọc lên, đọc lên. Sai tôi cho rút cái khác. Theo bạn, đêm tân hôn có ý nghĩa quan trọng như thế nào? Có gì đâu sai, đúng quá rồi chứ sai gì. Nó hơi cao so với cái tầm của em hiểu. Em ráng đi em. Thì em theo như em nghĩ đêm tân hôn nó quan trọng như thế nào? Đêm tân hôn thì hai vợ chồng làm gì? Nói chuyện tâm sự với nhau. Tâm sự chuyện gì em? Tâm sự mình có cả đời để tâm sự, đêm tân hôn mình làm cái gì chứ mình tâm sự chi em? Em chưa nghĩ đến cái chuyện này nó như thế nào. Đêm tân hôn thì hai người lên giường ngủ thôi. Chứ không phải hai đứa ngủ hai giường hay. Em chỉ nghĩ đơn giản vậy. Có làm gì không em? Làm gì thì em chắc lúc đó em mới biết được, chứ giờ em chưa có nghĩ là cái đêm tân hôn là sẽ như thế nào. Thế em quan điểm như thế nào về việc sống thử? Sống thử thì em có hơi dạ xíu là em... Nếu mà sống thử mà như quan điểm của ảnh á thì có thể sống thử được, tại vì hai giường hai phòng cách. Nói vậy thôi em ơi, hai giường hai phòng gì nó cũng leo qua phòng em trước rồi nó ngủ xong rồi nó mới về phòng nó ngủ, hiểu không? Anh thuộc người dễ thay đổi không anh? Là như vậy đó, ý là như vậy đó, có nghĩa là không muốn ràng buộc nhưng mà nó sẽ mò qua phòng em, rồi chừng nào nó xong việc rồi sao nó về phòng nó ngủ, không muốn sao bị kiểm soát sau khi đã ấy, chứ không phải hai đứa ngủ hai phòng là hai đứa không có ấy, hiểu không? Em mở rộng tư duy em ra xíu đi, em đừng nghĩ đàn ông có đơn giản vậy, hiểu không? Hiểu không? Còn bây giờ cái quyền quyết định là ở hai bạn. Mình sẽ đặt tay vào cái nút bấm này. Và cái nút bấm này là nút bấm để hẹn hò, để chính thức tìm hiểu nhau. Nếu được chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân. Nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm chị Tường, đồng ý thì bấm mạnh, không đồng ý thì chúng ta lấy tay ra. 1 2 3 Hết thời gian. Hôm nay sao tôi đếm mới 1 không bấm rồi. Nó hơi nhảy, bên em hơi nhảy. Nhảy đâu nhảy, cái nút này nó mạnh lắm, nó phải nút cảm ứng đâu mà nhảy. Lúc nói chuyện thì đã có quyết định rồi, chứ không phải là trong lúc ba tiếng đếm thì. Rồi thí dụ như em bấm mà bạn gái không bấm thì em nghĩ sao? Em chưa đủ thuyết phục. Thì sẽ thuyết phục thêm. Quá hay, xin mời hai bạn đứng về bên đây. Nắm tay nhau đi hai bạn. Cũng khá xứng đôi đó, được, không đến nổi. Nuôi cho bên đây mập béo lên chút xíu. Về hai đứa nhớ tập đánh đàn cho nó hay hay chút nha. Mốt có đàn này đổi gam nha. Rồi, một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau. Anh xin phép được hôn em nhé. Chị má hả? Chứ em muốn hôn đậu. Đẹp đôi đó, hy vọng là đây chỉ là mới cái tín, đây là tín hiệu đầu tiên thôi. Rồi hy vọng một ngày gần đây thôi, 6 tháng 1 năm nữa ha, nhận được tin vui của hai bạn nha. Tín hiệu chương trình không? Dạ vâng, em nghe đó, chào anh. Dạ vâng, bây giờ thì anh giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán cũng như công việc hiện tại của mình nha. Dạ vâng. Em là công địa chỉ hiện tại hay sao anh? Họ tên đi anh, họ tên, tuổi, quê quán, địa chỉ hiện tại. Dạ, họ tên Nguyễn Văn Tú ạ. Sinh ngày 15 tháng 8, 1988 ạ. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Nhật. Rồi, sinh sống và làm việc tại Nhật. Vâng. Quê quán của anh ạ? Quê quán gốc là ở Thanh Chương, Nghệ An ạ. Rồi. Anh ở Nhật là anh làm công việc gì? Em làm bên kỹ sư. Làm kỹ sư gì cơ? Kỹ sư điện. Kỹ sư điện ở bên Nhật. Chương trình ghi hình tại Việt Nam ấy thì không biết là bao giờ anh sẽ về để cùng tham gia ghi hình được hả? Dạ, nếu mà trường hợp có thì tìm được em thì báo trước em mấy ngày để em sắp xếp công việc em về được. Báo trước khoảng bao nhiêu ngày ạ? Khoảng 10 đến 15 ngày được. Rồi,
Nếu mà bây giờ anh làm việc ở Nhật đó thì anh muốn quen bạn gái ở đâu thì nó phù hợp? Nói chung là ở Việt Anh có dự định ở bên đấy không hả? Hay như nào ạ? em thì cũng xác định không ở bên này lâu dài, bởi vì em xác định em sẽ, bởi vì em có mua đất trong Đồng Nai, em xác định về Đồng Nai rồi. À, mua đất trong Đồng Nai rồi. Rồi. Vậy là xác định ở trong bạn Việt Tối Nam. ấy, nhưng mà quê quê của em á là Nghệ An, nhưng mà gia đình em thì đang sống ở đâu, Nghệ An hay Đồng Nai? Gia đình em mẹ chị giờ của Nghệ An, em có bà cô với em trai chú ở Đồng Nai, em ở đây. Tức là gia đình em thì vẫn đang sống ở ở Nghệ An đúng không? Dạ vâng. Ừ. Rồi em qua Nhật được bao nhiêu lâu rồi? Bao lâu? 4 năm ạ. 4 năm. Rồi, trước khi đi Nhật thì em làm việc ở Sài Gòn hay là Hà Nội? À, trước khi Bình Dương với Đồng Nai. À, và tức tức là đã từng sống ở Bình Dương, Đồng Nai rồi, cho nên cái kế hoạch sắp tới là sau khi mình hết cái hợp đồng bên đó, kỹ sư bên đó thì mình về lại Đồng Nai đúng không? Em thì không bao giờ hết hợp đồng, các bạn là em muốn về Ừ. luôn. Chứ em này, bởi vì em có việc. Ừ. Cái điện thoại bên em á, em để sát nó xuống dưới bên hay dưới hay sao ấy, nó bị chập chờn cái voice á Tú. Chắc có là em bị màng hay sao cho em được. Cái trường hợp của em, nhiều em có vợ có con thì có thể bảo lãnh thăm này được. Ừ. Nhưng mà cái kế hoạch về Đồng Nai của em là trong bao lâu nữa? Em đang tính cái đất của em gần bay Long Thành, thì em đang định nếu mà có vợ con mà rồi thì con rồi. Chị nghe rõ không? Chị nghe rõ nhưng mà cái voi bên em á, thỉnh thoảng nó cứ có từ nó bị mất á. Giờ nó đang không nghe được này, chỉ nhìn thấy khẩu hình và không nghe thấy tiếng này. Mọi người có nghe được không? Bên chị là không nghe đó, Hiệp ơi bên em nghe không? Giờ nghe nhỏ lắm ạ. Em tìm lại. Alo anh ơi. Em tìm lại cái. Ok, ok em lấy tay phone đi. Alo. Nghe rõ chưa? Dạ vâng. Dạ rồi, thì không biết là cái chuyện tình trường của anh từ trước giờ nó như thế nào ạ? À? Tình trường của Em anh lúc anh cũng mới định trước rồi. khi dạ. Dạ em cũng có quen hai người Có quen hai ạ. người. Trước Vâng. em đi Nhật thì em học tiếng Nhật, em có quen một người, nhưng mà em không biết người đấy kiểu cũng đã từng kết hôn, sau em biết thì người ta nói dối nên em không dừng lại. Người ta từng kết hôn thế xong người ta cũng ly dị rồi đúng không? Người ta giấu nên thôi, em sau này em biết thôi em cũng dừng lại. Nhưng mà cái lúc đấy cái mối quan hệ của gia đình cô ấy đã xong xuôi chưa? Người ta giấu, người ta cũng không nói em gì, sau này em sang ngày mới biết, nghe bạn nói em mới biết. À. Dạ, thì em được rồi.
Còn cái người thứ hai em mới quen thì cũng dừng được khoảng gần 1 năm. Rồi. Lý do là sao mà hai bạn, có nghĩa là hai anh chị đều là người Việt quen nhau bên Nhật? Không, em người thứ hai là em cũng quen ở Việt Nam, nhưng mà do kiểu khoảng cách địa lý hay giữa người đấy tính trẻ con đó, đang ít tuổi. Người đấy cũng ở bên Nhật luôn hả? Ở Việt, giờ em đang ở Việt À, nhưng ở mà Việt em bảo Nam. Cô ấy sinh năm bao nhiêu à? 98 với 2 là tuổi bọn em cũng không hợp. Tôi không học. Em Cụ có thể thể về cái không, tính cách trẻ con đấy nó như thế nào anh? ví dụ như một đôi lúc em, ví dụ trong cái câu chuyện nó đơn giản, ví dụ như thỉnh thoảng em có cho tiền, gửi tiền cho thì người ta cứ nói chuyện ít nhiều này nọ, em cảm thấy họ sống vì đồng tiền nhiều quá nên em thôi. À, có nghĩa là người ta cũng nói chuyện về kinh tế phải gửi nhiều nhiều nhiều. Cảm ơn. Dạ. Thế là một năm nay là anh đã độc thân rồi và Dạ anh có đi giao lưu bạn bè anh em gì ở bên Nhật không? Có được giới thiệu có không? đấy, cũng có, nhưng mà nói chung là cái môi trường làm việc của em này, công ty em là ở trên trên núi, ít người Việt, hiện tại bây giờ ít người Việt nên cũng ít đi, nói chung cũng đi nhưng mà hầu như là con trai nhiều. Rồi con trai nhỏ hơn. Dạ vâng. Rồi. Vậy thì anh mong muốn chương trình tìm cho mình một cái mẫu người như thế nào? Nói chung em thì cũng không đòi hỏi nhiều. Bạn gái thì cao khoảng 1m55 trở lên nhiều đấy. Hoặc là hiền lành, mới là tìm người con gái hiền với mặt ưa nhìn được, tính tình thì biết sống đối ngoại đối nội. Rồi. Là Mặt là nhìn đối nội đối ngoại. vâng. Rồi. Nói chung mình đã tìm được người. Em thì thích con gái hiền. Thế con gái hiền. Dạ vâng. Rồi, vùng miền quê quán. Nói chung cùng được quê Nghệ An, gần Hà Tĩnh, Quảng Bình thì tốt. Còn không thì ở trong miền Nam, Bình Dương với Đồng Nai hoặc gì đấy cũng được. Dạ vâng. Thì em nghĩ là nếu mà để mà sau này mình tính chuyện hẹn hò ấy, thì mình liên quan người miền Nam á, ở trong mạn vùng trong này. Nói chung là đừng có ở phía dưới miền Tây được, bởi vì Không thích miền miền Tây Tây. hơi xa, xa À. xôi quá. Rồi, không thích miền Tây là vì xa xôi thôi. Dạ vâng. Nhưng Nói mà chung cũng có em người miền muốn Tây mà lập nghiệp ở mạn Đồng Nai, Bình Dương thì sao? thì nói chung là ví dụ họ, em thì không biết nhưng mà tìm hiểu người miền Tây thì em tìm hiểu ít, nhưng mà nói chung là cái khoảng cách địa lý nó xa với em, nó ngược đường á, nhiều khi mình Tết của mình muốn về thăm nội thăm ngoại nó phức tạp vẫn, anh hiểu. Rồi. Về tuổi tác thì cô gái đấy lên là những tuổi nhiêu? Em cũng không quan niệm tuổi lắm, ngày xưa gia đình bên ngoài kia thì cái quan niệm tuổi, em thì cũng không quan niệm tuổi, em nghĩ là cơ bản là do mình sống thôi, Rồi. cơ bản là À, mình sống tốt với người ta thì người ta sống tốt với mình thôi. lớn tuổi hơn hay bé tuổi hơn hay như nào này anh ơi? Bé Có tuổi một cái hơn, đừng lớn khoảng tuổi hơn. bé tuổi hơn. Trong khoảng mấy Vâng. tuổi? Trong khoảng Nói chung trong khoảng tuổi thì nó bao nhiêu tuổi cũng được, mình đang kém hơn khoảng 10 tuổi trở lại. rồi. Anh dự định là nếu là làm ở bên Nhật như này thì khoảng bao nhiêu lâu nữa thì anh về? Thật ra là câu chuyện này anh phải về Việt Nam thì bắt đầu mình mới lập gia đình đúng không? Hay Dạ là vâng. mình cũng nếu mà xa cách thì cũng tội nghiệp cô gái quá. Dạ em nói là điều kiện em thế này, công việc em bên này thì đang thu nhập ổn định và em đi kỹ sư, em Rồi. mà lấy vợ người Việt á thì em có thể bảo là em được vợ con qua này làm, À. trường hợp mà vợ không quá không muốn qua thì em sẽ về Việt Nam, bởi vì em đất em cũng gần sân bay Long Thành á, nên em nếu mà về thì em chờ sân bay Khánh Thành em về em kiếm một công việc ổn định. Rồi rồi, nghĩa là một cái câu chuyện này mà mình sẽ bàn bạc lại với nhau đúng không, theo cái Dạ chiều vâng, chúng ta cho nó hợp lý nhất là được, cái này sắp thì xếp được. em đã lấy
ý kiến người con gái nó như thế nào thôi. À đúng rồi, lấy cái người con gái đó xong mình bắt đầu mới xác định ha. Dạ vâng. Bởi Rồi vì anh cứ nói đi, anh nói vậy. cuộc sống thì nhiều khi nói chung là em nghĩ là tiền nhiều hay này nó không đều lắm. Các bạn là đàn gia đình ở người Việt Nam mình quan điểm phải có vợ có con anh, Dạ vâng rồi. nên em cũng đến tuổi rồi nên em cũng xác định rõ ràng là em tìm một người bạn rồi đấy. Thì em qua đây thì em cảm ơn chương trình, có gì thì giúp đỡ em. Dạ rồi, ok. Thế còn về về bạn gái, nếu mà bạn gái mà là cũng đang là người đồng hương Việt Nam mà bên Nhật thì có quen không? Một cái đấy thì càng tốt. À, đấy. Nếu bạn gái ở bên Nhật thì càng tốt đúng không? Dạ vâng, càng tốt. Tại vì hai người cùng chí hướng nó dễ. Ok. Hôm nay là cái buổi giao lưu làm quen đầu tiên. Bọn em sẽ tìm người và tìm được người phù hợp thì em sẽ báo cho anh trước 15 ngày nhá. Đó, Dạ thì vâng. có gì thì anh sắp xếp công việc hay tất cả mọi thứ. Xong mình bay về thành phố Hồ Chí Minh rồi cùng tham gia ghi hình, đơn giản vậy thôi nhá. Dạ em cảm ơn nhé. Có Rồi, gì ok chương nhá. Có trình nên làm không? vâng, ít ra đầu tiên bây giờ mình phải xác định những cô gái mà đầy đủ những cái tiêu chí mình đang nốt ở đây đã nhá. Xong có gì sẽ thông Dạ. báo bạn luôn. Và cố gắng tranh thủ nhá, tại nó cũng xa xôi. Dạ vâng, có gì thì báo cho em giúp đỡ em tí. Em cảm ơn. Ok ạ. Dạ vâng, em chào anh. Dạ, chúc anh nhiều sức khỏe nhé. Chúc chúc bạn nhiều khỏe. Dạ, cảm ơn anh. Đây là gì Dạ đây? chào chị. Đây cái cuộc phim thì bạn muốn hẹn hò ha. Đầu tiên mình giới thiệu về bản thân mình, họ và tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp ha. Dạ, em tên là Lê Trần Cường Thịnh. À, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em đang làm ở quận 3 và em đang ở khu vực Tân Bình. Mình làm gì ở quận 3 vậy Thịnh? Dạ, em làm bên sale sale Coca-Cola thị trường. Nhân viên kinh doanh ạ. Nhân viên kinh doanh của Coca-Cola. Dạ đúng ạ. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của Thịnh là gì? À, dạ điểm yếu của em là em hay suy nghĩ, nói chung là thi thoảng hay hay giải quyết mọi việc theo chiều hướng gọi là nhanh á. Nói chung là em hơi ẩu chút xíu, nếu mà ví dụ như em làm cái việc gì đó nó hơi nhanh thì nó hơi ẩu chút xíu. Còn lại điểm mạnh thì em trung thực, em biết nấu ăn ngon, trung thực, với lại em làm sale cho nên em giao tiếp ở ngoài nhiều. Em cũng giỏi giao tiếp chút xíu. Ủa mình quê quán của mình là ở đâu Thịnh? Dạ em đẻ và lớn lên ở Sài Gòn nhưng mà quê mẹ thì ở Quảng Nam mà. Tại vì nhỏ lớn em ở trong đây. Vậy là mình ở Tân Bình với gia đình hả? Dạ em ở Tân Bình một mình, còn gia đình em thì ở quận 12. Dạ tại vì em hồi xưa em làm ở bên Cộng Hòa cho nên em ở Tân Bình em đi làm cho tiện, nhưng mà bây giờ chỗ làm chuyển qua quận 3 rồi nhưng mà em vẫn ở đây để tiện đi làm. Mình có tài lẻ gì không Thịnh? Ca hát gì không? Dạ ca hát thì em ca hơi dở. Dạ. Ở đây thì cũng không phải là cuộc thi The Voice hay cái gì đâu, mà là ca gì hát, ca dở, ca giận, ca hay gì hết. Nhưng mà mình mạnh dạn mình hát là được, để lên trển còn tặng bạn gái nữa. Mình Dạ chúc. có vài câu bài hát nào hay hát vu vơ, mình ca vài câu thôi. Dạ cái đó để em suy nghĩ, em sưu tầm thêm, có thể là em chắc em sẽ nghiên cứu, em sẽ suy nghĩ một bài thơ nào đó. Dạ Vậy là ngày xưa giờ là làm thơ nhiều lắm hả? không, tại vì thi thoảng đi chơi với bạn tụi em hay ngồi ngẫu hứng, ví dụ như tụi em sẽ chơi theo kiểu mà kiểu nối từ xong rồi kiểu kiểu làm thơ lục bát đối đối chơi chơi vui vậy thôi à, chứ không có gì. Đâu đọc đọc câu lục bát thử. Dạ Có câu lục bát nào mình thuộc không? Mình đọc thử. Ngẫu hứng ngẫu hứng. Dạ bộ em cũng chưa chưa suy nghĩ ra. nè. Ok thì em cứ chuẩn bị đi. À em có một câu là câu này em cũng kỳ, em cũng suy nghĩ ra là gì, thời gian năm tháng vô tình rồi ai rồi cũng khác chính mình ngày xưa. Em thích nhất câu này. Ủa em là em cao mét mấy á?
Dạ em cao 1m72. Nặng bao nhiêu ký em? Dạ nặng 60 kg. Rồi. Em có phải là tiếp người thích đi du lịch này kia các thứ không? Dạ đúng rồi, em sống hướng ngoại, em thích đi du lịch, thích đi đây đó khám phá thiên nhiên. Mà em làm như vậy thì thường cái thu nhập trung bình của em như thế nào? Dạ thu nhập trung bình của em thì dao động khoảng tầm 9 triệu rưỡi tới tới 11, 12 triệu. Tại vì làm sale thì có khi có tháng mình sẽ đạt doanh số, đạt KPI. Còn nếu mà mình không đạt KPI thì mình cũng tầm 9 triệu mấy thôi. Còn nếu mình đạt KPI thì có khi 11 triệu hoặc hơn. Trước giờ em trải qua mấy mối tình rồi Thịnh? Dạ chính thức thì em trải qua một mối tình. Rồi quen bao lâu sao chia tay? Dạ quen tầm khoảng 1 năm rưỡi. Chia tay là do gia đình bạn nữ ngăn cấm. Xong rồi gia đình bắt bạn nó đi du học. Thì em mới chia tay hồi cuối năm 2022 Bạn gái đi du học rồi xin bạn gái đi là cũng cắt đứt liên lạc luôn. đây. Dạ đúng rồi chị. Bạn nói chung là bạn gái cũng có cuộc sống mới rồi, cho nên mình cũng không có làm phiền tới cuộc sống của họ nữa. Mà trước khi làm sale này là em làm công việc gì hay là trước đó em học cái gì? Dạ lúc hồi xưa sinh viên thì em học học em học bên nhà hàng, em học quản trị nhà hàng khách sạn. Rồi em cũng có làm bếp một thời gian, nhưng mà tại vì em sống hướng ngoại á, cho nên em làm bếp bị gò bó, em không có thích, cho nên em mới đổi qua công việc khác. Thì tình cờ có một công ty sữa họ tuyển BG, rồi em mới làm thử BG. Xong rồi từ BG họ mới cho lên làm sale, rồi em cũng làm sale sữa khoảng tầm 1 năm rưỡi. Rồi em cũng chuyển, nói chung là em chỉ làm sale thôi và chuyển ngành hàng thôi. Rồi bây giờ em nói về hình mẫu bạn gái em mong muốn đi. Dạ em thì không có gu nhất định, nói chung là bạn gái cao bằng em cũng được, nói chung là cao hay thấp không có quan trọng. Chung em thích mẫu người bạn gái là hiền, lễ phép lịch sự, yêu thương con nít, người già, yêu thương động vật, hiểu chuyện, chứ đừng có kiểu ghen tuông mù quáng quá. Ví dụ như thấy mình vô tình thấy mình đi với ai xong rồi cái ghen này kia, thứ nhất là ví dụ cũng phải gặp nhau nói chuyện, hay là mọi chuyện tình cảm hay là tất cả mọi chuyện đều phải ngồi lại nói chuyện với nhau, chứ không có suy nghĩ bồng bột xong rồi quyết định vội vàng. Rồi còn yêu cầu gì nữa không em? Quê quán thì ở Sài Gòn thì càng tốt, còn không ở tỉnh cũng được. Rồi ok, nói chung hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà em được chọn thì sẽ có biên tập trao đổi thêm kỹ thêm về thông tin với em nữa ha. Rồi có lịch ghi hình và có cô gái phù hợp thì chương trình sẽ báo sớm cho em biết nha. Dạ vâng ạ. Rồi ok, cảm ơn em. Sao số của anh nó bị ồn hả thế ha? Anh không cảm, hiện tại bây giờ ngoài trời đang mưa khá to cho nên là tín hiệu nó không rõ lắm. Dạ rồi ok anh. Vâng. Bây giờ thì anh giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình, họ tên, ngày tháng năm sinh, tên tuổi, quê quán nhỉ? Vâng, em xin giới thiệu, em tên là Bàn, em ở Hưng Yên, sinh năm Họ 92, tên anh ơi, họ tên anh ơi. Đỗ Văn Toàn, Đỗ sinh năm Văn Vàng ạ. 91. Vâng, sinh năm 91 Đỗ Văn Vàng sinh năm 1991. đấy. Vâng, Ở quê ở Hưng Hưng Yên. Yên, quê ở Hưng Yên anh ạ. Ở Hưng Yên thì anh làm công việc gì? Hiện tại đang làm kỹ sư điện tử ở một công ty của Nhật Bản chuyên sản xuất về các cái phụ tùng và cháy ấy. Công ty Nhật. Anh hiện tại là anh ở Hưng Yên luôn. Vâng đúng rồi ạ, đang ở và làm việc sinh sống ở Thái Nguyên luôn. Rồi vậy chương trình ghi hình ở tại thành phố Hồ Chí Minh thì anh có tham và bay vào tham gia được không ạ? Được bạn ạ. Rồi, anh có điểm mạnh, điểm yếu gì ạ? Dạ. Anh có điểm mạnh, điểm yếu gì ạ? À, điểm mạnh của mình thì là nhiệt tình với công việc, là vui vẻ hòa đồng với mọi người. Điểm yếu thì chắc là không kiên trì lắm trong những cái gì nó khó khăn ấy, thì không không kiên trì lắm. Cụ thể là việc gì? Ví Ví dụ dụ như như là những có những cái chướng ngại về
công việc hay là cuộc sống mà cảm giác là nó mệt mỏi quá mà nó cần sự kiên trì thì mình thường không cố gắng được lâu ấy. Rồi à, trước giờ anh có mấy mối tình rồi? À, thì trước giờ thì có hai bạn. À, trước giờ vậy thì anh kể về hai mối tình của anh nhá. Vâng, thì cái thời đi học ấy thì có một bạn ở cùng lớp, nhưng mà cái thời gian ấy thì cái tuổi thì không nghĩ chuyện lập gia đình, thì sau một thời gian tìm hiểu thì đã cảm thấy không hợp, có người mới thì đã chia tay cả. Còn giờ nữa thì cách đây hơn một năm thì do gia đình hai bên là cảm thấy địa lý khoảng cách khá xa ấy, cho nên là không phù hợp lắm, chia tay. Rồi. Vậy là nhưng mà cái mối tình đấy là hai anh chị yêu nhau bao nhiêu lâu? Cũng được hơn một năm. Bạn gái ở đâu mà xa à? Bạn gái ở tận Bắc Linh. Rồi. Bây giờ mẫu bạn gái mong muốn tìm là như thế nào? Thì cao trên 1m55, ngoài khá. Ở khu vực Hưng Yên thì càng tốt, còn nếu không thì trong các tỉnh miền Bắc rồi. Các tỉnh miền Bắc đều được, đúng không? Vâng. Miền Nam thì hơi xa. Rồi. Miền Nam thì lâu dài thì hơi xa. Rồi. Nhưng mà gia đình anh thì ví dụ như các tỉnh phía Bắc ấy, mà ví dụ như Bắc Linh thì gia đình anh ok không? Ok, ok. Gia đình kia là vấn đề là vấn đề mà chia tay mối tình trước ấy là do gia đình bạn gái phải không ạ? À? Vâng. Công việc nghề nghiệp của bạn là gì thì phù hợp với anh? Cái này thì mình không có tiêu chuẩn cụ thể về cái đấy lắm, cho nên là không quan trọng cái đấy lắm ạ. Bây giờ anh là nhà riêng chưa hay là vẫn đang ở cùng bố mẹ? Vẫn đang ở gia đình cùng gia đình. Thu nhập của anh một tháng trung bình bao nhiêu? 11 triệu. Rồi, nếu mà lấy vợ về thì vẫn có phải làm dâu không ạ? À? Chắc có, vì gia đình có một mình là con trai. Rồi. Anh có yêu cầu gì về bạn gái nữa không? Tạm thời thì mình cũng không có cái yêu cầu gì quá khắt khe cả, mình chỉ có như vậy thôi ạ. Anh không thích điều gì về bạn gái? Alo? Anh không thích điều gì về bạn gái á? À, không thích ạ, à, không thích thì ví dụ như là lè lè quá hoặc là hay tụ tập bạn bè mà không chăm lo cho gia đình ấy, thì không cảm giác không thích cái đấy là điều đấy. Rồi ok, cảm ơn anh nhé. Thì ngày hôm nay là chương trình liên hệ với anh để mà liên hệ với anh để tìm những người phù hợp cho anh. Nếu mà tìm được người phù hợp thì chương trình sẽ liên hệ lại với anh nhá. Vâng. Rồi, cảm ơn anh. Vâng, chào anh. Rồi.